Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Thì cũng tiếp tục cuốn video hôm nay. Thì hôm nay Thanh Phú lại đến Phù Cát, Bình Định để chia sẻ một số tác phẩm cây bonsai tại vườn của em Trung. Thì trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em, thì em Trung cũng có sưu tầm và sở hữu một số tác phẩm cây bonsai cũng xây kích cũng tầm vừa tầm nhỏ, tầm 2 người B, 3 người B, 4 người B, và cũng có vài chủng loại. Và để chia sẻ cũng như gửi đến anh chị em để cùng tham khảo và giao lưu. Đó, thì khu vườn của em cũng khá là chật quý vị, vì em cũng có trang trí rất nhiều tác phẩm bonsai của mình. Và sau đây để tiến hành buổi giao lưu cây bonsai tại vườn của em Trung, quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi sau đây Thanh Phú kính mời quý vị. Chào em. Vâng, và lời nói đầu tiên mình cũng xin chào anh Thanh Phú, cũng như mến chào tất cả các quý anh chị em đang có mặt trong buổi xem live của em ngày hôm nay. Và cho phép mình xin được gửi một lời chúc chúc quý anh chị em một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình và người thân. Vâng, và cũng đến với cuốn video clip số 07 nhà vườn Ban Tây Bonsai Trung Đinh, hotline 0975044955 tỏ lạc thuộc các quy định. Thì hôm nay nhà vườn cũng có một số combo muốn được giao lưu cùng quý anh chị em, mến ngon quý anh chị em xem kênh và ủng hộ. Về phương thức cũng như cách thức buôn bán hàng của mình báo giá tại vườn. Nếu anh chị em nào có nhẹ ý với tác phẩm nào hãy nhấc máy alo theo số điện thoại có ghi trên màn hình, hoặc thông qua Facebook hoặc Zalo. Chương trình của mình là miễn phí ship toàn quốc và cũng không mất thời gian chờ đợi của quý anh em. Em xin được phép báo giá. Và tức là giá báo là mình bao ship hay? Vâng. Rồi, nhà vườn bao ship toàn quốc nha quý em. Rồi, để tiến hành tác phẩm đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên là một tác phẩm mai chú thấy nha các bạn. Một cây mai chú thấy lùng lực, phong tàn chúng ấm hết rồi, cây có bể đế nữa và phong tàn, cây cành cũng có cái cốt như kiểu gọng xê, đế bạch to. Cây đã nuôi một mắt khá nhiều thời gian để có một cái bể đế trải dài 24 giờ các bạn. Để không mất thời gian chờ đợi, em cũng xin báo cáo với thông số cũng như kích thước. Chào quý nhân tham khảo. Về có bể là 83. Chiều cao là 50. Cao 50. Tán rộng là 65. Tán 65. Và eo là 40 nha. 40. 40 eo. Vâng, cây mai chú thấy mã số 1, em xin báo giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu. 3,5 triệu em bao ship toàn quốc nha với em. Một cây mai chú thấy lùng lực, có một cái cành lẻ rớt xuống rất là đẹp. Trong này cũng cũng xiên hoa, nó cũng cho hoa liên tục. Nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm mai chú thấy này, hãy nhắc máy alo gọi cho về nhà vườn nha. Và mình có ship hàng toàn quá. Tác phẩm thứ hai là một tác phẩm cần thăng nha quý em. Cần thăng. Một cây cần thăng có dáng đồ tiêu rất là quá dị, nó có một cái đường đi rất là khó chịu. Một cây cần thăng có một cái dáng phôm tàn cũng ấm rồi. Hàng nói chung những hàng bonsai của vườn em thì thích hợp cho những không gian nhỏ hẹp, trang trí những cái ban công, rất làm việc của quý anh chị là rất thích hợp. Đây là những cơ hội để anh em sở hữu cho mình một tác phẩm tâm đắc của vườn mình. Cốt khéo tạo từ nhỏ. Vâng, để không mất thời gian em cũng báo cáo thông số cho quý anh chị em tham khảo. Mẹ số 2 thì có cần thêm. Eo là 24. 24. Hoàn eo. Tán rộng là 50. 50. Và coi có cái tàn đố là 50. 50. Mẹ cần thanh này em sẽ giao lưu với anh em một cái giá là 2,5 triệu mình bao ship.
2,5 triệu bao ship mã số 2. Nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm Cần Thanh này hãy nhấc máy alo gọi cho nhà vườn để mình có ship hàng toàn quốc như vậy nè. Mã số 3. Đến mã số 3 cũng là một mã Cần Thanh nha, một dáng cập tay cành cũng được chỉnh sửa que nhỏ rồi. Cốt lắc. Con này có cái lắc hình chữ C rất đẹp. Em cũng tiếp tục để thằng đo thằng số cho anh em tham khảo. Có cái cụ đế. Cụ đế này là 45. 45. Eo là 16. Eo 16. Cao là 50. Cao 50. Và coi có tán rộng là 50. 58. Cái cần thanh này mình chỉ chờ giá là 1 triệu mốt. 1 triệu mốt. Mã số 3. Để tiếp theo là tác phẩm thứ tư là mi nha bạn, một mi lùng lực, một cốt me rất đẹp, tay cành cũng được chỉnh sửa hai nước da rồi, coi có bể đế nữa, đường thân thì coi lách hình chữ C. Để không mất thời gian chờ đợi của quý anh em, mình xin báo cáo thông số kích thước cho nhiều quý anh xem kéo. Cốt cũng rất là khéo quý vị. Coi có bề đế là 69. 69. Tán rộng 50. Tán 50. Hoàn thân. Eo là 17. 17. Coi có chiều cao là 30. Cao 30. Và mi lùng lực này em chỉ báo giá 1 triệu rưỡi mình bao ship nha bên. 1 triệu rưỡi bao ship. Nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm mi này hãy nhấc máy alo theo số điện thoại có ghi trên màn hình và mình có ship hàng toàn quốc nha bên. Tiếp tục mã số 5 là một, vẫn là một cái mi, đây là mi Thái đọc đó với em. Vẫn là một cúc me đẹp. Mi Thái. Cúc cộng C. Đế bò. Những tác phẩm này thì anh chị em mình sở hữu về mình tiếp tục nuôi cái dàn tay và dàn râm bên trên. Riêng về bộ cốt thì cũng rất là đẹp rồi. Cái này được vô 2 nước dây rồi các bạn. Thì mình cũng sẽ báo cáo thông số cho quý anh chị em tham khảo. Cái này có bể đế nữa nha các bạn. Bể đế 50. 50. Eo là 17. 17. Coi coi tán là 60. Tán 60. Chiều cao là 30. Cao 30. Này về mình thay một chiếc chậu. Mình số 5 này mình bao giá cũng là 1 triệu rưỡi mình bao ship nha với nè. 1 triệu rưỡi bao ship. Coi đang nuôi nên mình cũng đang tận dụng cái kiểu này, nếu anh em nào về mua thì cho vô một cái chậu đẹp nữa thì coi nó tôn thêm cái vẻ đẹp nữa bạn. Một cái mì đẹp mì Thái đọc đó. Mẹ số 6 cũng là một mẹ có Mai Chiếu Thủy các bạn. Mai Chiếu Thủy. Thủy lùng lực. Cái này là dáng nghệ thuật này các bạn. Nghệ thuật. Để tạo tác một cái coi có một cái cành rớt xuống phải mất khá nhiều thời gian. So với những coi bài thì coi và dán trật nha bạn. Phần nu. Cái này được tạo tác cành, nói chung cũng đã miệng rồi. Một cái đường thăng co lách bún bật một cái tràng rớt xuống tạo điểm nhắn cho coi rất là duyên. Để không mất thời gian em cũng báo cáo thông số cho quý anh chị em tham khảo. Hệ cốt lùng. Cái này có bể là 65. 65. Eo là 35. 35. Về coi có chiều cao là 43. Cao 43. Con này có một cái tàn rớt xuống là 45. 45. Còn mà số 6 này Mai Chiếu Thủy này em cũng chỉ báo cáo giá là 3 triệu rưỡi mình bao ship. 3 triệu rưỡi bao ship. Chỉ có 3 triệu rưỡi em bao sắm bao ship tới nhà quý anh chị em. Nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm Mai Chiếu Thủy này thì gọi về cho nhà vườn và mình có ship hàng toàn quốc nha quý anh em. Một cây Mai Chiếu Thủy lùng lực, coi nghệ thuật dáng bên nhân này. Số 7 là một mẹ có mi em bạn, một con mi có một cái bể đế bột
ta dài hết 9 miệng chậu, một cái mi lùng lực, có này, bộ tay cành bự, đế khá là to như chìm dưới đây. Đây là em bê cái bầu, anh này có một cái tay này cũng khá là duyên. Đó, anh chị em mình vẫn tiếp tục mình xây dựng ở bên trên nữa và tiếp tục vẫn nuôi, có thể thay một cái chậu khác nó thích hợp hơn. Cái này là cái nuôi hàng tương lai nha quý anh em. Đoạn này nói chung đang nuôi mà đoạn thân nó sắn nè, đi lên dưới này phần bề đế to, vì em bê bầu nên là nhìn xa không thấy. Thành Phú đến gần anh chị em mình xem, rồi em chia sẻ cái kích thước. Cái bể này nó trong nó tiến hết cái chậu, cái chậu này đo hết cái cốt cái chậu này nè, ước không đo mô phỏng thôi. Cái đó 101 cho mình cho nó 90 nha các bạn, khoảng 90 đo hết này 101 rồi. Vì hàng mini thì cái cốt me này khá là đẹp quý vị. Eo là 18. 18. Chiều keo rất là khiêm tốn, chỉ có 20 thôi. Keo 20. Và coi có tám đoạn là 40. 40. Còn cái cốt me này mình sẽ báo giá là 2 triệu mình bao ship nha quý anh em. 2 triệu bao ship mã số 8. Cái này nuôi có tìm năng nhân này các bạn. Đây là mình rất là đẹp cây mini. Cây mini được tạo được hai nếp voi. Đang nuôi trong cái chậu một người bên, một cái bành mì rất đẹp các bạn. Bật hai cầm súng tay một tay hai có. Còn nếu anh chị nào có thiện chí với tác phẩm mi này thì nhắc máy gọi về cho nhà vườn và mình có ship hàng toàn quốc nha các bạn. Đến mẹ số 8 nha quý anh chị. Mà số 8. Mà số 8 cũng là một cái mi quái. Cái me cũng nghệ thuật. Tiếng đố hồi đầu. Hàng mini. Hàng bỏ bàn. Hàng vườn em là hàng nhỏ gọn tầm một người bê này. Nói chung coi ra đẹp hai mặt nha các bạn. Đó, có một cái co đề ba đó quý vị. Cũng rất là khéo. Anh chị em mình về xây dựng thêm những cái bông tán này nữa thôi. Để vào một cái chậu đẹp cho thích hợp. Bỏ bàn chơi. Không mất thời gian em sẽ đo thông số kích thước cho quý em tham khảo nha. Cái này bể đế thì chắc cũng khó đo, chắc có 4 lên mà các bạn. Mình đo ngay cái khoanh đó đi em. Đo cái khoanh thân chỗ đó. Đó, đo cái khoanh chỗ đó thôi. Còn nó cũng khó đo quá. Cái đây cho 23 các bạn. 23 thân. Cái đây có tán rộng 70. 78. Cao là 25. Cao khoảng 25. Cami mình mẹ số 8 mình sẽ báo giá 1 triệu 7 nha các bạn. 1 triệu 7. Nếu anh chị em nào có thiện chí tác phẩm số 8 này thì nhập máy alo cho nhập vườn. Và mình có ship hàng toàn quốc như thế này. Một Cami có một cái bể đế trái đẹp. Một cái đường thăng to lách. Khéo cái đoạn đề ba là khéo. Đó, nó khoanh lại. Về mình tạo tác thêm nữa. Phẩm me này sau này rất là đẹp quý vị. Mẹ số 9 cũng là một cặp mi nha các bạn. Đây là một cặp me. Mi còn dán 100% y chang luôn. Do hai cái dán nó giống nhau quý vị nên em chia sẻ một cặp để anh chị em mình sở hữu về nó tiện trang trí. Để Thành Phú quay từng cây anh chị em mình xem. Đó, làm cái bộ cũ. Đó, rơi đổ xuống. Hai cái bộ cũ này giống nhau quý vị. Nói chung là dáng này là giống nhau. Về xây kích cũng là bằng nhau. Nên em chia sẻ một cặp. Nếu anh chị em nào mua một cặp mình có giá khuyến mãi nha bên em. Đang hai đầu. Đang hai hai. Đó. Nó giống hầu hoàn toàn quý vị. Có cái cũ bên trên này. Hai cây đều có hai củ bên trên hết. Đó, nó buông cái thân xuống, lắc xuống. Anh chị em mình về tạo tác thêm cái dàn bông, dàn râm. Rồi vào hai chiếc chậu giống nhau. Rất đẹp. Còn để em quay một vòng lại nữa, em sẽ béo da, béo thông số cho quý anh em tham khảo nha. Một cặp mi rất là đẹp. Một cặp mi nghệ thuật. Dán độ treo, độ
giống như là 100% luôn anh em. Rồi mình sẽ báo thông số cho mẹ số 9 là mẹ 9 nghe các bạn. Mà số 9 là một đôi của gì? Đôi thì cũng quá đó là 40. 40. Tán đổ xuống là 40. Tán 40. Rộng là 30. 30 rộng. Đo cô eo chỗ nhỏ nhất là 15. 15. Cái B là nó né né nha các bạn. Chính B là một kịch nó cốt nó nhiều nhiều nè, đồ nó nhiều nhiều nè. Giống nhau hết quý vị. Một cặp. Chị em nào lấy một kịch mình coi giá khuyến mãi cho anh em. Kịp mi này mình báo giá là 4 triệu nha các bạn. 4 triệu một cặp. Cũng vẫn là bao ship em. Bao ship. Một kịp mi rất là thiếu. Để nuôi những chụp mi như thế này phải đòi hỏi mất thời gian nha các bạn. Nuôi cũng vài trăm cây là mới có thể là lọc ra được một hai cây nó giống nhau cái gì. Chứ mỗi cây nó đều khác nhau hết. Nếu anh chị em nào có thiện chí chụp mi này hãy nhấp máy alo gọi về cho nhà vườn. Rồi mình có ship hàng toàn quốc nha quý anh em. Số 10 là một cây bông bục nha các bạn. Bông bục. Cây hoa dâm bục của quý vị. Hoa dâm bục. Nhà mình này có dáng lùng lực, lá nhỏ ấm rồi các bạn, để đến nữa trải dài 24 giờ. Và đây có hoàn thiện rồi các bạn, hàng mini bỏ bàn cũng rất đẹp quý vị. Để có một cây dâm bụt này tạo tép cây cành que nhẹo như thế này đòi hỏi thời gian khá lâu nha các bạn. Khi cây mà cho hoa thì rất đẹp. Em sẽ báo thông số cho anh em thông tham khảo. Cái này có bể là 58. 58. Chiều cao là 28. Cao 28. Tán rộng là 60. Tán 60. Để đọc cục yêu. Yêu là 17. 17. Còn cây mẹ số 10 này mình sẽ báo giá là 1 triệu rưỡi mình bao ship nha mấy em. 1 triệu rưỡi bao ship. Một cây bông bụt được ấm tàn, còn không tàn chung hết nào, không chỉ mua về mà chơi thôi các bạn. Những cây mình thì nó trong hàng nhỏ gọn, thích hợp trang trí những không gian nhỏ hẹp. Và đây là những cơ hội để anh em sở hữu cho mình một tác phẩm ưng ý nha quý em. Còn đến tiếp theo là mã số 11 là cây mi quái. Mã 11. Dáng đổ treo nha các bạn. Có bộ cốt cũng khéo quý vị. Coi được vô một chơi nhưng nhìn cũng khá là đẹp, 80% rồi các bạn. Coi này có bộ cốt rất là đẹp. Về phần đế chạy lên đoạn đề ba cua gập xuống cũng khéo cốt quý vị. Đó, phần bên trên thì anh chị em mình khai thác thêm muốn tạo bông tán bên trên nữa. Cái đó mình dựng tem mà anh em quấn rớt hôm nay nữa vào một cái chậu thích hợp nữa quý vị. Cái đây thì anh em thích dán treo, đồ treo này, bị dàn cái nó thành. Vâng, để không mất thời gian thì em cũng xin báo kéo thông số kích thước anh em xem kéo. Cái mi số 1 này có cái cốt là 36. 36. Về phần bệ còn bên dưới. Bệ là eo là 20. 20. Cái này có chiều cao là cho nó 30 đi các bạn. Cao 30, khoảng 30. Và con này có cái độ bay collect là 40. 40. Những cái cốt này khá là hay. Và con mi mã số 1 mình báo giá là 2 triệu 200 ngàn đồng. 2 triệu 2. 2 triệu 2 là em bao ship tán nha quý anh em nha quý anh. Một con mi đẹp khá rất là duyên. Số 12 là một cây hoa sứ nha các bạn. Hoa sứ. Hoa sứ đang bánh lập non lên mơ mơ luôn. Nuôi những cái cán anh chị em mình xem khá là dày. Khi cây sứ có một cái bể đế hết nhìn chậu luôn các bạn. Khá là tranh. Khi cây mà bung hoa thì kín cả cây rất là đẹp. Em sẽ dừng về béo cây yêu của cây sứ này. Cốt nó to. 52. 52. Yêu 52. Ngay cái eo gì? Đó là cốt cái cùng bự các bạn. Cốt hết ra miệng chậu á. Cao cho 70 đây. Cao khoảng 70.
Và tàn là 65. Tàn là 65. Còn mã số 12 này, số này em chỉ báo giá là 2.200.000 đồng, bao ship toàn quốc nha. 2.200.000 bao ship. Để có một khoa số bệ to như thế này. Này à, trang trí rất là đẹp quý vị. Anh em tưởng tượng mỗi khi nó ra băng thì nó xoay kín hết cái form tàn này, nó đẹp cực kỳ. Mã số 13, một cúc dúi cũng có một cái bệ, có bệ để nữa. Đây, anh chị em xem lùng lực, nó cũng khéo khéo. Dàn xương râm thì nói chung cũng đã bấy nhiêu trên một bàn. Anh em sẽ hiểu về tạo tác thêm, xoay dựng thêm tầm tán nữa. Một cái co lách cũng rất là duyên, bệ lắm. Phong tàn cũng đã định thành sẵn rồi. Bệ nó chảy. Vâng, để em dừng tại đây em đo thông số cho anh em tham khảo nha. Đó, à nó chạy cũng kín chậu quý vị. Cái này nó trong bệ em rộng lắm. Hết chậu à. Cái này còn mô cho nó một tấm. Cái này toàn tem nè các bạn. Một mét cũng có thể hơn. Lắm chậm. Phần eo. Eo là 40 nha các bạn. 40. Và coi này keo cũng 40. Keo 40. Và sáng rộng coi này này 60. 68. À, sẽ quay một vòng nữa mình sẽ báo giá cho anh chị. Một con cục chuối khá là duyên. Một 10 bên này nha các bạn. Yếu thì em bấm máu. Cái này mình không chích trọng các bạn. Rồi, coi dưới mẹ số 3 này em báo giá là 3.500.000 các bạn. 3.500.000. 3.500.000 thì em chỉ bao sống bao chiếc tán nhà với em. Và một coi dưới lùng lực. Để đến nữa. Bề kính chậu gì? Kích thước chậu này đâu em đo thử bao nhiêu? Đường kính đó. Đường kính chậu là 50. 50. Đấy anh chị em mình xem đường kính 50 mà. Cái phần bề nó kín hết. Anh có thiện chí tất phần núi này thì nhắc mấy euro gọi cho nhà vườn. Mình xuất hàng còn quá nha quý em. Bốn là mẹ mi nha bạn. Một tác phẩm mi. Cúc mè này đẹp quý vị. Cúc mi. Anh chị em mình về xây dựng thêm. Để đế trái. Đó, anh chị em mình xem. Một cái đường thân co lách quấn bậc tèo bay tèo bay ra bạn. À, có cán sẵn rồi nè quý vị. Rồi, được tèo tép vô một lúc chơi rồi. Đó, anh chị em mình xem. Cái đó anh em về bí nữa là ok. Tạo tán râm bên trên nữa. Để em dừng đi đây em đo thông số nha. Cái đó là 30 nha các bạn. 30. Tiêu là 30. Cái bề thì nó này mà sâu dưới em đo không được. Cục bay khá đẹp. Tàng bay là 50. 50 tính từ tim. Đó, tấm rộng tấm rộng là 35. 35. Còn mẹ mi này mình báo giá là 1.500.000 bao ship nha với anh em. 1.500.000. Mẹ số 14. 15. 1.500.000. Còn mẹ 15 cũng là mi nha các bạn. Cốt xoắn. Một cái mi khoảnh hồi đầu. Khoảnh cái của ốc. Mi quán. Đó anh chị em mình xem. Được tạo tác từ cái con á. Khoắn lại cái cốt, cái thân. Rồi, em dần em đo thông số nha. Phần thân. Eo là 10. Khoảng 10 cm. Đo trên cái phần cổ. Cái bể là 54, 45. 45. Keo là 28. Keo 28. Và tàng bay là 50. Trên 50. Mẹ mi này mình báo giá là 900.000 đo ship nha quý anh em. À 900.000. Mã 15. Anh em về sao dùng thêm một mi có cốt cách đẹp. Anh chị em mình nhớ cái mã số để khỏi bị nhầm. Em về sao dùng thêm. Em đã chạy một giờ rồi. Hồi xưa là một cây mai chiếu thủy nha bạn. Mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy có bể đế vàng. Này cũng xây to.
về phần bệ đế, một cục đế. Rồi, nói chung để phòng thì... Đấy, anh chị em mình cùng xem cái phần bệ đế. Hoành đấy cũng khá là lớn đây. Để em đo cái bệ đẹp quá. Để em đo bệ này cho mình xem cái. Cái bệ này 90 nha các bạn. 90. Cái cổ thân. Cái eo là 25. 25. Cái tấm trọng là 70. Tán 70. Chiều cao cũng 70 nha các em. Cao 70. Bề mai chiếu thấy mẹ số 16 này bao giá là 3 triệu rưỡi em bao ship. 3 triệu rưỡi bao ship. Một cái mai chiếu thấy có một cái tay rơi xuống rất là đẹp. Này là có để chậu lại phải không em? Vâng, coi này em bó bầu cho đi. Bó bầu để chậu lại quý vị. 3 triệu rưỡi. Số 17 là mẹ cần thân nha quý em. Mã 17 cần thân. Một cây cần thân rùng lực. Có một bệ đế đẹp trải dài trên một cái hình chậu chữ nhật. Đây, cái cốt nó cũng khéo khéo quý vị. Hàng bỏ bàn thì cũng rất đẹp. Có cành huyền là cũng hay. Em dần ra em đo thông số. Tổng cả bệ. Cái bệ là 60. 60. Cái eo là 24. 24. Tán rộng là 60. 60. Và chiều cao 32. 32. Bề cần thân mã số 17. 17 này em sẽ báo giá là 1 triệu rưỡi bao ship nha. 1 triệu rưỡi bao ship. Nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm mai chiếu thủy cần thân này thì nhắc máy alo cho nhà vườn và mình có ship hàng toàn quốc nha. 18 cũng là mẹ cần thân nhớ nguyên. Cần thân. Một cái cần thân để hoàn thiện. Cái chậu này chậu nuôi demo nha các bạn. Đây, anh mua chị em mình xem. Mua chậu gì á để là nó đẹp cực kỳ. Cốt nó cũng hay hay. Béo kéo bề nó nói chung nó gần tèm chạm mẹ. Nó chìm xuống dưới rồi quý vị. Nó trên này thì nó 45. 45. Rồi, eo thân. Eo thân. Eo là 12. 12. Tán bay là hồi đầu là 70. 70. Và cao 30. Cao 30. Mẹ cần thân 18 này em báo giá là 1 triệu rưỡi em bao ship nha. 1 triệu rưỡi bao ship. Nếu anh chị em có nhảy với tác phẩm cần thân thì gọi về cho em, về em bao ship hàng toàn quốc nha. Một cây cần thân đẹp. Số 19 là mẹ cần thân nha các bạn. Một cây cần thân có dáng đẹp không? Được tạo tác hàng mini. Bỏ bàn cũng rất là đẹp. Hàng nhỏ gọn. Anh em mua về vô chậu là đẹp các bạn. Mình báo giá vô cái chậu này nói chung nó mắc giá. À, vào một cái chậu nữa là rất đẹp. Đế xòe. Bệ là 38. 38. Có cái củ bên trên. Thì khiêm tốn 12. 12. Keo thì 25. Keo 25. Và cái tàn lùa nó là 50. 50. Mẹ cần thân này em báo giá là 1 triệu em bao ship nha. 1 triệu bao ship. 1 triệu hàng nhỏ còn. Cái đó anh em về chỉnh sửa lại. Đúng rồi, trang trí cái chậu nữa. 20. 20 cũng là cần thân hàng bonsai nhỏ gọn nha em. Cũng lại là những cái bộ cốt đẹp. Cái này có cái bệ là 38. 38. Eo là 22. 22. Chiều cao là 30. Cao 30. Tán rộng là 38. Tán bà ta 48 nha. 48. Mã 20. Mã 20 cần thân em bao giá là 800k em bao ship nha. 800.000 bao ship. Một cái cần thân được tạo tác hoàn thiện rồi. Anh chị em mình là thay chậu. Cái này vô chậu đẹp nữa là đẹp mỹ mãn các bạn. 21 cũng là cần thân nha các bạn. Một cái cần thân dáng tàn đa.
có cái cũ ở dưới này quý vị. Có một cái bể cũ ở dưới chìm sâu dưới các bạn. Anh em nào mua về thay chậu dĩa là để bàn trà là nhất hàng ạ. Đấy, về tàn cũng dày. Hàng mini vỏ bàn. Em nuôi nuôi chậu đây để nuôi cho nó lớn. Rồi, em báo với thông số. Cái bể này 42. 42. Chị eo là 10 thôi các bạn. Eo là 10. Khoảng 10 cm. Keo là 20. Keo 20. Và tán rộng là 50. 50 tán. Còn thân số 21 này em báo giá là 800 kia em báo chip nha. 800 ngàn. Anh chị em mình về thay một giá cái chậu khác. Cần thân nha các bạn. Mã 22 cần thân. Em đo thân số. Cái này cốt nó cũng khéo. Thân số 36. 36. Eo chắc của 10 nha các bạn, 10 cm. Khoảng 10 11 cm gì đó. Và tán rộng là 50. Tán 50. Chiều cao là 30. Cao 30. Báo giá 600 kèm bao ship nha. 600 ngàn. Mã số 22. Còn em được tạo giá đã. Mai Chiếu Thủy. Mã số 23 Mai Chiếu Thủy. Mai Chiếu Thủy này có bề bề là 90 nha bạn. 90 hoành. Bề nó khéo lắm quý vị. Giao là 20. 20. Thân. Tám rộng là 70. 78. Chiều cao là 60. Cao 60. Anh chị em mình xem cái bề này. Bề nó có cái cầu rất khéo các bạn. Rất khéo à. Đổ phần nu bên này. Đó. Mẹ Mai Chiếu Thủy mẹ số 22 này em bao giá là 1.3 em bao ship nha. 23, mã số 23. Đây hầu như không còn thẹo luôn. Mai Chiếu Thủy nu da đen này, và đè nu quá trời. Bề đẹp. 1.3 em bao sống bao ship tán nha. Bữa nay bố cũng là một tác phẩm mi các bạn. Mã số 24. Tác phẩm mi quái có bể đế một cục me khá là đẹp quý vị. Bể đế này là một cục đen nhiều kì. Mình trồng nó chìm quý vị. Đế 53. 53. Eo có 11 hả các bạn. Phần eo là 11 á. Nó nên khó đâu á. 28. Cao khoảng 28. 8 rộng là 60. Tán 60. Xây qua cho anh chị em xem cái cốt này. Khéo nè. Đó. Cốt bị gập xuống đó. Dưới này cái bệ đế rất là duyên. Vì anh chị em mình tạo tác thêm cái phần bông tán bên trên nữa. Cũng khá rất là khéo cây. Còn giờ xẹp cho chậu dĩa móng là đẹp nè các bạn. Còn cái mã số 24 mi này báo giá là 1.7 em bao ship nha. 1.7 bao ship. Hàng này em báo bao nha các bạn. Do chậu đàn to. Mẹ Mai Chiếu Thủy các bạn. Mã số 25 Mai Chiếu Thủy. Mất thời gian em đo đi. Đo cái bể. Cũng cốt lùng. 97. 97. Cổ thân. Do là 38. 38. Tám đồng là 85. Tán 85. Và chiều cao là 45. 45 chiều cao. Còn bên trên để mình nuôi cho nó mập cái cán nó quý vị. Mai Chiếu Thủy mã số 25 này báo giá là 3.5 triệu bao ship nha. 3.5 triệu bao ship. 3.5 triệu. Một cái hệ cúc lùng. Coi này anh em đang nuôi anh em về. Đó mình nuôi rồi mình cắt chặn lại. To kiến chậu. Số là Mai Chiếu Thủy nha bạn. Mai Chiếu Thủy. Đọc đo thông số đế này nè, đọc qua này nhỏ hết. Kiến chậu. 90. 90. 90 đế. Hoành là cổ thân. Eo là 28. 28. Tán rộng là 60. 68. Chiều cao 50. Cao 50. Đây mẹ 26 này mẹ mà chú thấy em chờ giá là 1.5 triệu em bao ship nha. 1.5 triệu bao ship. Đó. Coi không chậu nha mấy em. Một bạch đế. Hoành 90. Cái đây hình như hết hiệu luôn. Mã số 26. Mã số 27. Cũng là Mai Chiếu Thủy. Cũng là Mai Chiếu Thủy nha mấy em. Cũng một bạch đế cũng to. Cái này có đế là 60. 60. Cổ thân.
Chiều là 22. 22. Tán rộng là 60. Tán 60. Và chiều cao là 50. 50. Con mẹ mà cho Thúy này 27, chiều dưới là 1.3 bao ship nha. 1.3 bao ship. Cái này không còn thẹo luôn. Đen xù luôn. Nếu chị nào thiện chí thì nhắc bếp alo gọi cho nhà vườn và mình có ship hàng toàn quốc nha. 28 là khí găng nha Huyền. Khí găng. Đang cho ho rực rỡ. Khúc bầy cũng xa. Nó có hai thân. Hai thân. Hai thân. Đùa thì không vậy? Hai thân quý vị. Ba cốt ba thân 50. 50. 50 kêu. Tám rộng là 80. 80. Cũng xa, bầy cũng xa. Và chiều cao là 30. 30 chiều cao. Mẹ cái găng này báo giá là 1.2 bao ship nha. 1.2 bao ship. Số 28, coi đang cho ho rực rỡ. 29. 29 là một cây lọc vừng. Này lọc vừng. Cây lọc vừng, vừng lọc. Tây chân cũng chính sữa, miệng mèo hết không? Cán cũng to hết quý vị. Cây này có bể đế nôm. Cây này tốt chưa rào cho bông rực rỡ các bạn. Dạ, dạ cây lắm quý vị. Nói cho em đi. Cái cán to. Cái bể nôm này là ngắn tên 1 mét. Thằng cổ eo là 30. 30. Cây này có thằng bay là 80. 80. Chiều cao là 60. Cao 60. Mẹ số 29 lọc phần này đấu giá là 2.5 triệu bao ship nha. 2.5 triệu bao ship. Lọc phần này có chiều đầu cho bông đập thở luôn. Cái này cũng dè cây. Mà số 30 là khế gân. Dè cây. Đó, nó cũng có phần bề đế. Rồi bề đế nữa bạn. Rồi em dừng em đo thông số. Dòng khế gân thì cho trái cũng liên tục. Cái này có bề là 100. 1 mét đó quý vị. Hoành thân. Eo là 30. 30. Và tán đổ là 80. 80 tán. Và chiều cao là 50. Cao 50. Mẹ khế gân này 30 em báo giá là 2.7 em bao ship nha. 2.7 bao ship. Một cái khế đem cho bông được em kích nó xuống chúng tàn 2.7. Mẹ 31 là mẹ mi bạn. Mẹ số 31. Giáng tố. Ở đây là mi phục hình gương từ nhỏ lớn lên này. Đó, rớt cũng khá là dài. Anh chị em mình cũng có thể là trang trí, xây dựng thêm và nuôi thêm. Eo thì nó cũng cỡ 10 cm nữa các bạn. Thân khoảng tầm 10 cm. Bể thì nó còn lớn nên lúc sau mình thì nói chung là cho 30 đi. Keo thì 30. Cao khoảng 30. Rồi càng đố thì dài dài các bạn 100 á. Dài khoảng 1 mét. Để còn mình mi 31 em báo giá là 1.5 triệu. 1.5 triệu. 1.5 triệu nha. Hàng này coi này ship thì cũng chắc cũng khá nhiều tiền á. Nè cái đây cái đế nè quý vị. Chìm chìm dưới này nè. Đó. Anh chị em mình khai thác. Này nó nhỏ chứ mà nó có duyên. Mã số 31. 1.5 triệu em bao ship. 1.5 triệu bao ship. Hàng này nó trong hàng gì chứ mà để đáp mặt dựng cổ nó hết tàn là chắc cũng. Rồi nếu anh chị em nào thiệt chí nhấp mấy alo nha. Hai là một cây chuối nha bạn. Một cúc chuối. Đây là hòm anh mọc á. Chuối này cũng hệ lùng. Cái này có bể hơi to. 1 mét 1. 1 mét 1 quý vị. Xây to cũng rất nặng nên không có bưng bê vô cái phong màng được quý vị. Anh chị em mình xem thông cảm. 68. 68. Eo.
Rồi đây tan là 70. 70. Rồi chiều cao là 60. 60 chiều cao. Cái đế nó chìm, giờ nuôi lâu đâu quý vị. Con chuối này anh em sở hữu về thì vô một cái chậu dĩa rất đẹp nha các bạn. Mình thay thác, mình thay chậu. Em thay thác. Mẹ chuối 32 này em chào giá là 3 triệu rưỡi em bao ship nha. 3 triệu rưỡi bao ship. Còn đó. Cái chuối lùng lực. Anh chị em xem bệ nè, nó liền hết. Rất là duyên. Anh chị em mình về xây dựng cái phần bông tán bên trên. Rồi thay một cái chậu nữa. Là cái ra một cái tác phẩm rất đẹp. 3 triệu rưỡi, mã số 32. Mã 33 là một cái khế gân nha bạn. Mã số 33 là một cái khế gân. Cho họ rực rỡ. Cái khế gân này có một cái bể đế nôn cũng khéo. Đế là 75. 75. Thấy cây cũng đang hoa trên cây. Eo là 18. 18. Một thân. Nói chung thì khế gân nó cũng dễ cho quả. Rộng là 70. 78. Và chiều cao là 60. Cao 60. Mẹ khế gân mẹ ba ba này em chào giá là 1 triệu rưỡi em bao ship nha. 1 triệu rưỡi bao ship. Cái này đem xuống lá để lộ một cái dàn bông. Rồi đem cho trái cho bông, lớp trái lớp bông. Cũng yeah. Về. Nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm khế gân thì nhắc mấy alo gọi về cho nhà vườn và mình có ship hàng toàn quốc nha. Tiếp mã số 34. 34 này cây tùng vàng niên các bạn. Cây tùng xây to cũng không có bưng bê được quý vị. Anh chị em mình xem thông cảm. Cột đế nó to quá. 100 nha các bạn. 1 mét. Hoành cổ, cổ thân. Cổ là 30. 30. Cái này có tàn rộng là 90. Tàn 90. Cao là 70. Cao 70. Cái tầng là hán 34 này em chờ giá là 5 triệu 2. 5 triệu 2, mã số 34. 5 triệu 2 em bao ship cho quý anh em. À, anh chị em mình xem bể. Hàng này bao ship chắc cũng gần cả triệu nha bạn. Rồi, để đó để anh qua anh đây. Anh nhờ anh Phú đi đi vòng vòng nha. Hàng này xe cũng nặng quá. Xem cái bể đó. Đây này có một cái tay rớt xuống rất là duyên các bạn. Hoành đó là em nó đo 1 mét đó quý vị. Mình đế đó là 1 mét, eo là 30. Cốt cũng liền. Cây có dàn tay cơ bắp cũng to. Rồi bông tán bên trên. Và cái này có nét đặc trưng nó là thù nó có một cái tay rớt từ có một cái tay rớt xuống. Tạo điểm nhấn cho cây này rất là đẹp. Có giá là 5 triệu 2. 5 triệu 2 em bao ship. Bao ship. Xây to. Vâng. Nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm tùng này thì nhắc mấy alo cho em về em có ship hàng toàn quốc nha. Tiếp mã số 35. 35 là tác phẩm tùng vạn niên nha các bạn. Tùng vạn niên. Cái này size bự. Cũng là xây lớn quý vị. Để ngoài quay. Cũng không bưng bê nổi. Em cũng không mất thời gian em đo cái bể, bể này bể cũng bị. Chắc cũng đo mô phỏng bên trên. Bể này chắc cũng 1m3 nha các bạn. 1m3. Thông thông hết rồi. Cái này có phần eo bự nha. Cái đó là 53. 53. 53 eo. À, chiều cao là 70. Cao 70. À, tán rộng là 100. Tán 1 mét. Đây. À, tùng vạn niên này em chỉ chào giá một cái giá là 8 triệu em bao ship nha quý anh em. 8 triệu bao ship. Dàn bề này còn khai thác thêm nữa. Đây em đo bề phong phẳng. Cái này có cái tay rớt xuống rất là đẹp. Xoay dựng thêm cái mâm bộ râm nữa tán râm có giá trị nha bạn. Hiệu đây thì nói chung cái bo này giữ bo này nó đang kéo xuống mít rồi. Bằng cái đây có bắt mũi đây em đã xử lý rồi quý anh em. 8 triệu bao ship. Nếu anh chị em nào có thiện chí tác phẩm tầng vạn dương này thì nhắc mấy alo cho em về em có ship hàng toàn quốc nha. Tiếp là mã số 36. Mã số 36 cũng là tác phẩm tùng vạn niên nha quý anh. Cũng một cây tùng vạn niên. Cây tùng
tùng bông. Có đây là phần rồi. Cây tùng mà bông quý vị. Ở đây chỉ có sách về chơi, chị em cũng tranh thủ đo cái kích thước đế cho em và mình xem kiểu. Về đế thì cũng to. Đế này 100 cũng là 1 mét. Và yêu là 30. 30. Và tán rộng là 90. Tán 90. Chiều cao là 80. Cao 80. Cái tùng vạn niên số 36 này em cũng chào giá là 8 triệu bao ship nha. 8 triệu bao ship. Một cái tùng để hoàn thiện 100%. Dạng râm, dạng cán. Dạng chị xương em xem. Thì nụng to là với em. Còn nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm tùng vạn niên số 36 này hãy nhấp máy alo theo số điện thoại phía trên màn hình và mình có ship hàng toàn quốc nha. Và cũng thời lượng chương trình thì cũng đến đây thì cũng khá là dài, thì em cũng xin kết cuốn video tại đây. Nếu anh chị em nào có thiện chí với tác phẩm nào ở nhà vườn theo cái mã số em đã đánh dấu trên cái thành chậu đó, thì cũng một lần nữa em xin cảm ơn anh Phú đã đồng hành em nhận hết hoàn thành cái cuốn video clip này, cũng như cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái cuốn video này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh. Rồi, chào em. Và chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của em Trung có địa chỉ là Phù Cát, Bình Định. Thời lượng cũng khá dài, Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có yêu mến những tác phẩm nào của em Trung, những tác phẩm cây bonsai đều có mã số để liên hệ cùng em thông qua số điện thoại có trên màn hình. Và Thanh Phú cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.